Chào tất cả mọi người nhé. Và hôm nay thì cũng là một clip mà anh em mới lắp đặt. Thì hiện tại thì anh em đang ở Bình Dương mọi người. Thì đối với combo này thì khách có nhu cầu là mang tính chất là di động á, cho nên là khách cũng có tìm hiểu qua về dòng Defender mọi người nhá. Đây là dòng Defender, dòng này thì mang tính chất là di động với tổng công suất đâu đó là 600W thì cũng khá là ổn đó mọi người. Và hôm nay thì mình lắp trong cái không gian này đâu đó cũng tầm 50m2 mọi người. Đây là cái không gian mở. Và chỗ này là cái chỗ mà anh sẽ giải trí vui chơi ở đây. Còn đối với dòng này thì quý vị là chúng ta mà muốn gọn này kia thì chúng ta có thể lắp cố định tại những căn hộ này kia. Với diện tích không gian đâu đó tầm 200m2 thì cũng khá là ok đó mọi người nha. Đối bộ này thì mình sẽ phối ghép thêm cho khách hàng đó là một chiếc súp của Baramax A30 mọi người. Và kèm theo đó thì một chiếc màn hình Tomco để cho anh khách chọn bài. Và mình sẽ đặt chân như vậy. Bởi vì di động á cho nên mình sẽ lấy thêm cho anh cặp chân để anh đặt loa. Và micro thì mình sẽ phối ghép đó là micro E1 di động mà, cho nên là mình sẽ kèm theo đó sẽ phối thêm micro E1 luôn cho khách sử dụng cho nó tiện. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ khui ra rồi sẽ lắp đặt lên rồi mời mọi người chúng ta cùng trải nghiệm dòng Fender này mọi người nhá. Ok, đây là cái loa mọi người mình đã vừa khui ra. Thì đây là một thương hiệu tới từ Mỹ và được gia công lắp đặt tại China mọi người nhé. Thì nguồn gốc xuất xứ mình cũng báo rõ ràng như vậy để khách hàng chúng ta cũng được nắm rõ hơn. Thì đây là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng đã có mặt tại thị trường Việt Nam rồi mọi người. Này thì có mặt thị trường Việt Nam cũng khá là lâu nữa mọi người nhé. Đâu thì chúng ta chỉ cần gọn là chúng ta thành một cái cụm, một cái vali như vậy để chúng ta xách đi thôi. Đó, mà đi đâu thì lắp đặt thì chúng ta chỉ cần tháo ra là xong thôi. Đó. Đó, chúng ta lấy ra là xong. Đơn giản vậy thôi. Rất là gọn. À, đây là cái mixer của nó mọi người ha. Mixer thì có đâu đó là 10 channel mọi người. 10 ngõ in á, chúng ta phải cắm được khá là nhiều đó. Các cái ngõ chính chúng ta cắm mic 1, 2, 3, 4 rồi cắm nhạc cụ này kia vào đây. Đấy, chung là ngõ in cũng khá là nhiều, 10 ngõ thì chúng ta thoải mái để chúng ta kết nối cho một cái band nhạc mini nhỏ nhỏ mọi người ha. Hai micro, guitar rồi là organ này kia chúng ta sẽ cắm vào đây đều được cả. Và nó sẽ có một cái ngõ out đây mọi người, ngõ mono out đây để mà chúng ta truyền ra sub mọi người nhá. Đây. Và lớn nhỏ đây mọi người. Phía sau sẽ có hai cái đường out để chúng ta out công suất ra cho hai chiếc loa mọi người ha. Thì sử dụng nguồn điện 220. Đối với dòng này thì nó là dòng auto volt mọi người, chúng ta sử dụng điện 110, 120 đều được nhé. Đó. Và nó cũng rất là tiện. Đây là cái chân ngăn để chúng ta đặt dây nhợ. Và dây hạn nó sẽ cho kèm là một sợi dây nguồn và sợi dây để mà out ra loa mọi người ha. Đó. Ok, để đây thì bây giờ mình sẽ lắp lên đi. Hướng 5, 6, 7 tại em lừa lắm tóc em xa mơ mong kia yên lạnh khi bóng đêm về dù là cơn mơ bóng gió dù đây chờ là đôi sóng xa dù tình chỉ là mong mai bờ môi còn theo khắp trời để ngày tình cầm tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì vừa rồi thì mình và mọi người chúng ta cũng là vừa test và trải nghiệm thử cái dòng Fender này. Thì đây là khách hàng mang tính chất là di động, cho nên là mình đặt tạm ở đây như vậy. Và khách vui chơi thì có thể ngồi khu vực này hát. Thì rồi vừa rồi mình có test một bài hát hoặc một đoạn nhạc, và thì mình thấy đối với một cấu hình như vậy, chúng ta chơi ở mức cường độ âm thanh vừa đâu đó tầm khoảng 85 decibel gì đó với không gian này thì cũng khá là ok đó mọi người nhá. Và nhưng lúc đầu mình đã có nói thì bởi vì là mang tính chất là karaoke cho nên là khách quyết định lựa chọn là dòng Metro E1 để mà, bởi vì trong Metro E1 này nó sẽ có hỗ trợ thêm là tiếng echo thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ hát hơn. Còn khi mà chúng ta hát chuyên nghiệp, chúng ta có thể sử dụng những cái dòng mic phổ thông bình thường mọi người. Chúng ta cắm trực tiếp vào đây. Đó, thì nó, chúng ta hình dung nó như một cái mixer chuyên dụng mọi người. Nó có reverse nhưng mà nó không có echo. Để chúng ta hát tốt này kia thì chúng ta có thể sử dụng cắm trực tiếp vào đây đều được. Đó, không cần phải sử dụng cái micro E1 tích hợp echo này mọi người nhá. Mình sẽ test thử cái reverse của thằng này. Hồi nãy mình đã có test qua rồi, mình thấy cái âm reverse của thằng này khá là hay đó mọi người nhá. Reverse nó hỗ trợ cũng khá là dễ hát. Mình sẽ tắt echo trên cái tay mic này đi. 1, mình sẽ mở reverb nhé. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Tiếng reverb của nó còn rất là mượt, nghe cũng khá là dễ chịu lắm mọi người. Em mới có phải ngoài trời đang mưa. Đó, reverb nó hay lắm. Nếu chúng ta mà, quý vị là chúng ta hát tốt một xíu á, thì chúng ta có thể là tắt echo đi. Chúng ta hát trực tiếp reverb, chứ không cần phải bỏ echo vào. Còn bình thường nhé, để mà karaoke cho nó nhẹ nhàng thì chúng ta bật mở echo lên là xong thôi. Hoặc chúng ta đang ở nhà đang có một cái mix dây thông thường nào, chúng ta cắm trực tiếp vào đây, chúng ta mở để vượt thì chúng ta ca là ổn thôi mọi người nhá. Rồi thì bây giờ clip mình tạm dừng tại đây. Để mà mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe nhá. Bye mọi người. Thì em cân vừa cái công suất của loa là chụp lại. Thường là mình đang cắm loa đường này này. Đường này không cắm thì không liên quan, tắt hết này. Đó, thấy không? Đó là lớn nhỏ mà nó tốt này.